Học nghề sửa chữa ô tô tại sao lại phát triển? Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường tiềm năng bậc nhất về ngành ô tô. Theo số liệu từ VAMA, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, thì trong tháng 7 năm 2020, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 24.065 xe, bao gồm 17.593 xe du lịch, 6.133 xe thương mại và 339 xe chuyên dụng. Doanh số xe du lịch tăng 0,1%, xe thương mại tăng 0,4% và xe chuyên dụng tăng 10% so với tháng trước đó. Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 16.088 xe, tăng 2% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 7.977 xe. Đó là một vài con số về doanh số bán xe của thị trường ô tô Việt Nam tháng 7 năm 2020. Còn nói về các hãng xe ô tô đang có mặt tại Việt Nam thì sao? Hơn 30 hãng xe đang tập trung phát triển tại thị trường ô tô của nước ta. Những cái tên quá quen với chúng ta phải kể đến Toyota, Hyundai, Honda, Ford, Mercedes, Mitsubishi, Kia, BMW hay là hãng xe VinFast của tập đoàn Vingroup. Theo kết quả tổng điều tra dân số nhà ở năm 2019 của Tổng cục Thống kê đã cho chúng ta biết những con số thú vị về tỷ lệ hộ gia đình sở hữu ô tô tại Việt Nam theo các tỉnh thành. Tính trung bình cả nước có 5,7% tổng số hộ gia đình có xe ô tô. Khu vực thành thị có tỷ lệ cao gần 3 lần so với khu vực nông thôn, lần lượt là 9,5% và 3,6%. Đồng bằng sông Hồng là vùng có nhiều hộ sở hữu ô tô nhất, đến 7,5%. Các vùng kinh tế còn lại có tỷ lệ chênh lệch không nhiều. Riêng đồng bằng sông Cửu Long có 2,5% hộ có xe 4 bánh trở lên. Đó là những số liệu cụ thể và cho thấy ngành ô tô Việt Nam đang cực kỳ phát triển trong thời điểm hiện tại. Việc đó kéo theo, nghề sửa chữa ô tô lại phát triển theo. Trung tâm huấn luyện kỹ thuật ô tô Việt Nam VATC, nơi đào tạo nghề sửa chữa ô tô chất lượng hàng đầu cả nước. Mọi khóa học mà VATC đang xây dựng và tổ chức đều dựa trên nền tảng thực hành và thực nghiệm cao, thay đổi hoàn toàn phương pháp học vốn đã cũ và chưa mang lại hiệu quả cho đa số người học trong lĩnh vực kỹ thuật và dịch vụ ô tô hiện nay. Trung tâm huấn luyện kỹ thuật ô tô Việt Nam VATC, địa chỉ số 50 đường 12, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại tư vấn 0945 711 717.